Hôm nay em lấy với lại Asha cho anh nghe. Sỏi thận. Ok. You cut. Nó nhưng mà ai ăn mà nhân mặt á là tối nay sẽ không được ăn dessert đúng không? Cái sồi xanh này, cái vỏ nó màu đỏ này, rất là đỏ luôn. Hôm nay là xem thử ai chị ăn nhân mặt trước nha. Ăn sồi xanh trước rồi thôi ăn cóc nha. Mọi người thấy okay. So where are we supposed to go now? Thử. Okay. Sao quay lại mẹ nhìn cái mặt chứ. Lỡ cô ăn nhân mặt như sao mẹ không thấy sao. Không được nhắm mắt nha. Đúng không? Really? Không có chua hả? Cả nhân ăn xoài xong tới ăn chua xong tới ăn ngọt. Không có ai muốn thử ăn cay không? Thì chấm thử coi. Bây giờ thử cái này đi. Thử cái cốc đi ha. Cốc Thái này. Chuối thử chuối. Cốc. Nó ăn cái lá trước nha, mỗi đứa ăn lá nên có đứa nào chui nhân mặt không nha, mẹ xem coi nè. Mỗi đứa ăn một lá. Quay mẹ xem coi, có chua không? Giờ con muốn thử ăn đào không? Đưa mẹ chết. Ăn mặn trước đi. Ăn mặn đường trước đi. Okay. Cái này là cái mặn đường này. Sugar plum. Ok, để kiếm cho mẹ. Cánh luôn hả? Chú ăn tiếp cái nào nữa con? Grape. Mommy. Thật nó dễ lấy hả? Mommy. Cái này ngọt hình như là chua, ăn đâu có nhân mặt nào đúng không? Ăn hết đi, xong cuối cùng là ăn chanh thử đứa nào nhân mặt là mẹ biết đúng không? Mấy cái này nó ngọt quá đúng không? Cho ăn xong rồi mẹ cho ăn chanh thử đứa nào nhân mặt trước nha. Okay. Cái mặn này ngon nè, mặn này nó dai dai mà rất là ngon. Đây thử cái này rất là ngon. Ui da, mẹ làm đổ mũi của mẹ rồi. Chăm 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 chăm. Ai đi cọc khách khác. Tí nữa là mẹ phải cắt chanh ra ăn từ đứa này nhân mặt trước. Cái cốc là không có đứa này nhân mặt hết phải không? Yes. Đưa mẹ cắt cho trái mặn này gọi là mặn đen hay trái mặn đen? No, I'm sorry. I'm fine with it. À, trái này mới gọi là trái đen này. Mặn đen. Này là mặn vàng. Trái mặn vàng này con thử chưa? Con thử trái này chưa? Nó này thử quay. Nó là mặn. Chấm vô là muối. Nó rất là giòn. Rất là giòn và nó rất là ngon. Cái mặn đường này rất là mềm đúng không con? Cái này mềm hơn. Mặn này là mặn đỏ nè. Đúng đỏ luôn á. Mình lìa ra bây giờ là sẽ thi nha. À, nhân mặt á, nhắm mắt á là sẽ thua. I should really study. Ok, ra đấy, xem thế nào. Em đi thử thế nào. Rồi hai miệng vắt nước vào luôn miệng luôn cái nào. What? Vắt nước vào miệng luôn. Đúng rồi. Chua chưa? No, mommy. Hả? No. I left some bit of feel a bit of chua, but I didn't even chua. Có chua quá không chú? To lên to nữa. Thử im. Chua không? Emily sao? À sao mày làm lần nữa? Wait, did I actually lose? Chưa. Không chưa có thua đâu. À sao chua rồi kìa? Há miệng mày làm một lần nữa coi nè, há miệng. Há to ra, há to ra, to nữa lên.
lên nữa, lên nữa, nữa. Hai nhỏ nó, hai nhỏ nó rồi. It's getting bigger than me. To lên nữa. Well, that'll be nice. Chua chưa? Chua chưa? Ôi trời ơi, nhìn Emily kìa. Goodness. Rồi, vậy là chắc tối nay là mẹ phải cho hai đứa ăn món tráng miệng phải không? Hai đứa không có thua, không có nhân mặt là mẹ phải cho món tráng miệng là kem phải không? Phải muốn kem không? Nấu thêm chua. Không có cái gì chua nữa. Ai sao mới ăn thêm chân? Oh, I'll some more. More. Give me more, please. Mận đen, mận đỏ, mận vàng. Cái này cũng mận đen hay mận gì á? Cái này là mận mận đường. Mận không mà cũng nhiều loại quá hả? Mua về ăn thử. Cái đen này nó cũng có 2-3 loại này. Sao con? Con ăn đi. Thi đấu là không ai thua hết, cho nên là tối nay là mẹ phải cho ăn kem. Yes, so ice cream in a card. Pretty please. Rồi, ngồi chúng ta ăn đi con. Chiều nay hai chị em ăn sườn ha. Sườn nướng. Bây giờ mẹ cắt nhỏ ra ha. Mỗi đứa một miếng nha, một đứa một dĩa.